Con chào sư, con có câu hỏi mong sư giải đáp giúp con. Trong kinh Đại Kinh Sư Tử Hống của thầy Minh Châu có dịch, dịch có đoạn là: này Sariputta, thế nào là hóa sanh? Chư thiên, các chúng sanh ở địa ngục, một số thuộc loài người và một số thuộc đọa xứ, này Sariputta, như vậy gọi là hóa sanh. Con không hiểu loài hóa sanh nào thuộc loài người, mong sư giải đáp. Và khi đọa địa ngục, chịu cảnh thống khổ do hạnh nghiệp của mình, bị đày đọa tra tấn, tại sao họ lại có quyền tra tấn mình? Ai có cái quyền ấy? Và tư như thế có phải họ cũng đang gây ác nghiệp không? Con cũng có đọc chú giải người và cổ rồi mà vẫn thắc mắc, mong sư giải đáp giúp. Nếu như mà quý vị đọc chú giải người và cõi rồi thì sư nghĩ cái kiểu câu hỏi thứ hai sư cũng không cần phải nói thêm. Chỉ có cái dạng câu hỏi đầu á, thì loài người hóa sanh là như thế này: một số người mà có phước, họ có cái nguyện đặc biệt á, thì họ có thể hóa sanh. Như là ở trong kinh có nhắc đến là nàng Ambapali, thì nàng là một cái cô kỹ nữ mà đẹp lắm, coi như là đẹp kinh khủng. Ở có nhắc đến trong kinh Đại Bát Niết Bàn, nàng đẹp tới mức độ mà Đức Thế Tôn trước khi mà đi đến nhà nàng để mà thọ trai tăng là phải nhắc chư tăng là giữ chánh niệm. Bởi vì nếu như vị nào không giữ chánh niệm là nhìn thấy nàng là coi như là bị cái nhan sắc của nàng đó, hấp dẫn, mà nếu mà kháng cự có thể đi đến là hóa điên. Nàng đẹp lắm, đẹp kinh khủng. Mà nàng thì sở dĩ nàng gọi là Ambapali, là Ambapali như có cái nghĩa là cây xoài thì vậy. Là bởi vì á, là nàng là được sanh ra, được hóa sanh ở cái gốc xoài. Ở trong chú giải có nói đó là do ở cái kiếp quá khứ nàng làm phước đến đến thánh tăng, hình sẽ không nhớ là vị độc giác hay là một vị chánh đẳng giác sẽ không có nhớ, nhưng mà khi mà nàng làm á, thì nàng có nguyện là mong cho đời sau là con không có phải chịu cái cảnh mà sanh ra từ trong bụng mẹ. Cho nên là nàng được cái phước là nàng hóa sanh chứ nàng không có thai sanh. Và nàng hóa sanh ở trong cái cung điện, ở trong cái vườn thượng uyển của nhà vua, và ở dưới cái gốc xoài đó. Và do nàng bố thí cho nên là nàng rất là đẹp đó, là như vậy. Còn cái câu hỏi thứ hai á, thì sư chỉ nói sơ thôi, tại vì quý vị có đọc chúng sanh sanh thú thì phải biết chứ, xong không lẽ không biết là có một vài cái kiểu chúng sanh như là các loài dạ xoa, nhất là cái hàng dạ xoa đọa đó, thì nó cũng có những cái sở thích là hành hạ chúng sanh khác, và khi nó muốn thì nó sẽ hóa hiện làm những cái hàng những con quỷ sứ, hoặc là những cái loài như là loài chó hoặc là loài quạ để mà hành hạ các cái con ngạ quỷ hoặc là hành hạ các chúng sanh ở địa ngục. Thì đương nhiên mình đã tạo cái nghiệp nào thì chắc chắn là mình phải trả cái hậu quả cho cái nghiệp đó. Cho nên là ở trong Tăng Chi chư một pháp Đức Thế Tôn cũng nói đó: này các tỳ kheo, thật là hiếm là các cái hàng gọi là phi nhân sau khi thân hoại mạng chung được sanh về cõi người cõi trời, mà thật là nhiều này các tỷ kheo, các cái hàng phi nhân sau khi thân hoại mạng chung đi xuống các cái đường ác thú. Chính bởi vì như vậy thì đương nhiên là họ đã tạo thì họ phải chịu nghiệp chứ. Và không biết là để Tuệ Tường có chia sẻ gì hay không. Thưa quý vị, riêng câu số 2 thì câu số 2 á, thì sư cũng đồng hoàn toàn đồng ý với Đức Hành Tại. Là quý vị á, đã đọc qua chú giải người và cõi rồi,
Nhưng mà theo sư nghĩ nha, có lẽ vì vị đọc nó chưa kỹ lắm. Thật sự trong đó là sư sư đọc đâu qua rồi, sư thấy giải thích rất là rõ ràng. Cho nên là nếu quý vị muốn rõ thì bắt buộc phải đọc đọc chậm rãi, từ từ tư duy, chứ trong đó giải thích rất là rõ rồi. Cho nên là cái câu số 2 thì sư hoàn toàn là đức đức hành tại, là quý vị nên đọc lại. À, riêng về câu số 1 là bị hỏi là con không hiểu loài hóa sanh là thuộc loài nào, loài người, thì sư cũng hoàn toàn đồng ý với đức hành tại về cái câu chuyện của kỹ nữ Ba Bali. Thì hóa sanh, thưa vị, hóa sanh này để hiểu rõ hơn là hóa sanh đó là trong chú giải thích là loài sinh ra bằng cách tự nhiên hiện hình, có thân tướng đầy đủ, không phải qua môi trường nuôi lớn. Hạng hóa sanh như là chúng sanh chư thiên, ngạ quỷ, Atula, địa ngục và một số loài bàn sanh. Đó là cái vấn đề hóa sanh đó. Thì trước khi nói vấn đề này cũng tham khảo để Đức Hành Tuệ nha, không biết có nhớ sai không, nên nếu có thì Đức cũng góp ý nha. Thì hình như trong kinh Khải Thế Nhân Bổn, thưa vị, trong kinh Khải Thế Nhân Bổn, quý vị có đọc đó, là cái thời kỳ đầu mà trái quả trái đất mình hà trái quả đất hình thành đó, cái hình thành đó, thì lúc đó là các vị chư thiên nó hết tuổi á, các vị chư thiên ở trên cõi trời á hết tuổi thọ đó, thì mới hóa sanh là loài người. Thì cái thời kỳ đầu á, thì kỳ đầu là trái đất chưa có con người, chưa có con người á, thì là cái thời cầu thời kỳ đầu á là do hóa sanh xuống cái chi tiết. Thì quý vị xem bài kinh Khải Thế Nhân Bổn thì chắc nghĩ phần hóa sanh thì cũng khá là dễ hiểu, cho nên chứ cũng không có có ý gì thêm. Cũng xin kết thúc câu trả lời ở đây, mong Đức Hành Tại nói về cái vấn đề mà cái Khải Thế Nhân Bổn không biết có đúng không. Nếu mà đúng thì Đức xác nhận, nếu mà lỡ sai thì Đức cũng hiểu đính lại giúp. Xin kết thúc câu trả lời. Thì dạ thưa Đại Đức Tuệ Tường á, thì theo như sư Hạnh Tuệ nhớ là trong kinh Khải Thế Nhân Bổn là nói về các cái vị trời, mà các vị này á, khi mà trái đất mới hình thành á, là có ở trên mặt đất có dinh dưỡng, và các vị này mới xuống và ăn, và khi ăn như vậy á, thì thấy rất là ngon, rồi từ đó cái tham dục nó bắt đầu nó phát sanh, và thân hình nó trở nên nặng nề và không về lại được cõi trời, và cứ thế là ở cõi người, ở trái đất và làm cái loài người. Cho nên là cái thời kỳ đầu á, là loài người á, là do chư thiên gọi là xuống gọi là ăn uống á. À, phạm thiên, đầu tiên là phạm thiên chứ không phải là chư thiên cái dục giới nữa, phạm thiên. Rồi khi mà cái dục nó dần nó nặng nề á, tại vì quý vị biết là vốn dĩ phạm thiên là không có giới tính, mà do ăn uống rồi cái dục nó bắt đầu nặng nề thì trở nên là có giới tính, rồi có sự khác biệt giữa nam và nữ, rồi từ đó đó là các vị này có nam nữ thì đương nhiên có nam căn và nữ căn, rồi từ đó nam nữ đến với nhau và sanh ra hậu đại. Quý vị biết là tuổi thọ của phạm thiên rất là lâu dài, thành ra là dù có giảm cỡ nào đi nữa thì cũng còn rất là lâu dài, cho nên là thời gian đủ dài nha để có thể là sanh ra đủ hậu đại đó. Quý vị biết là mình loài người chỉ có 100 năm thôi, mà cái người phụ nữ hoặc cái độ tuổi mà sanh đẻ của họ đó là cũng chỉ có mấy mươi năm thôi, hình như là 20 năm thì phải, 20 năm 30 năm rồi an toàn. Mà họ có khi quý vị nhìn mấy bà nội bà ngoại mình hồi xưa đẻ, trời ơi, lũ khủng, thì huống chi là hồi xưa. Cho nên là vâng, nếu mà hỏi về kinh Khải Thế Nhân Bổn thì sư Hạnh Tuệ nhớ là như vậy. Và cái thời gian thì nó cũng vừa phải, cho nên là xin kết thúc buổi vấn đáp ngày hôm nay ở đây. Quý vị hoan hỷ là ban đầu á là do trời mưa cho nên là đường truyền nó yếu, và cái có thể âm thanh nó cũng không có ổn, và xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý, sau khi đã thọ hưởng rồi được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện đẩy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành,
nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mại Giá, Nam mô Sư.